Rồi, mình sẽ tiếp tục mình nói về thống kê suy diễn về mối quan hệ giữa hai biến. Thì ở đây là từ biến biến phân loại sang biến số, từ giữa hai biến phân loại và giữa hai biến số. Mối quan hệ giữa hai biến thì nó có bốn trường hợp như thế này. Thì mình sẽ quan tâm tới ba trường hợp, còn trường hợp cuối cùng là trường hợp mối quan hệ giữa biến số và biến phân loại, tức là biến số là biến giải thích, còn biến phân loại là biến kết quả. Thì trường hợp này mình sẽ xem xét riêng sau, không nói trong phần này. Thì đầu tiên là giữa biến phân loại là và biến biến số. Thì biến giải thích ở đây x là biến phân loại, còn y là biến số. Thì trong cái phần này, thì trường hợp này thì mình sẽ so sánh cái phân bố của y ứng với mọi mỗi cái giá trị của x. Thì mình thể hiện bằng các cái biểu đồ hợp gọi là side by side box plot. Ví dụ như là IQ, IQ theo giới tính, IQ theo các cái mức tuổi, thì mình biểu diễn mỗi mỗi cái mức tuổi hay là mỗi cái giới tính là một cái biểu đồ box plot. Suy diễn mình muốn biết là x nó có mối quan hệ với y hay không, dựa trên phân tích trên một cái mẫu cụ thể, mà cái mẫu đó đến từ một cái quần thể mà mình đã xác định. Thì nó sẽ rơi vào ba trường hợp. Nó sẽ có hai nhóm độc lập. Vì x là biến phân loại, cho nên là về cơ bản mình sẽ chia thành nhiều nhóm tương ứng với từng giá trị của x. Thì nó sẽ có ba trường hợp sau. Trường hợp là có hai nhóm độc lập hay là hai nhóm phụ thuộc, và nó có nhiều nhóm độc lập. Trường hợp hai nhóm độc lập là như thế này. Ở đây mình có một cái quần thể của mình có thể chia thành hai nhóm dựa trên giá trị của x, và ứng với cái nhóm này mình sẽ tính được cái mu một, ứng với cái nhóm số hai mình sẽ tính được cái mu hai. Giả sử mình lấy mẫu ngẫu nhiên từ hai cái nhóm này, đây là cái mẫu thứ nhất có kích cỡ là n1, mẫu thứ hai kích cỡ n2, và trên này mình tính được trung bình trên hai cái cỡ hai cái mẫu này, và mình muốn biết là cái khác biệt trên cái mẫu nó có còn thể hiện trên cái quần thể hay không. Thì cái điều kiện để mình áp dụng là hai mẫu độc lập này, hai mẫu này phải là độc lập và phải được chọn ngẫu nhiên, và cả hai cái quần thể này, tức là cả hai cái quần thể subpopulation này, nó phải tuân theo phân bố chuẩn, hoặc là cái cỡ mẫu nó phải đủ lớn, cái cỡ mẫu mình lấy là đủ lớn, thì mình sẽ áp dụng được khi mình đã thỏa hai cái điều kiện này. Thì ở đây cái giả thuyết vô hiệu của mình đó là hai cái trung bình mẫu này là giống nhau. Giả thuyết vô hiệu lúc này cũng là vậy, là no effect, có nghĩa là sự khác biệt mà mình quan sát thấy là do ngẫu nhiên thôi chứ không phải là do bản chất. Giả thuyết vô hiệu luôn là giống nhau, bằng nhau, không có sự khác biệt. Giả thuyết đối thì cũng tương tự như vậy, nó có ba trường hợp. Một là giả thuyết hai phía, hai là giả thuyết một phía nhỏ hơn hoặc lớn hơn. Và tương tự mình cũng sẽ tính được cái t-test. T-test trong trường hợp này là hai mẫu độc lập. Mình sẽ tính được cái t-test ở đây là lấy trung bình của cái mẫu số 1 trừ cho trung bình của mẫu số 2. Sorry, ở đây thì ghi nhầm ha. Thì đây là x chứ không phải là y ha. Ở đây ở trên đây y mà xuống đây ghi x, nó bị nhầm chỗ đây. Thì tính được
cái sự khác biệt này trừ cho zero ha, mình sẽ, và thứ hai là cái ở dưới này là cái phương sai, cái độ lệch chuẩn. Thì trong trường hợp này cái độ lệch chuẩn cho trường hợp mà hai nhóm độc lập này nó được tính theo công thức là phương sai của mẫu số 1 chia cho cỡ mẫu cộng cho phương sai mẫu số 2 chia cho cỡ mẫu và lấy căn bậc 2. Thì cái t-test này nó tuân theo cái phân bố t, với hai cái tham số là 1 trừ alpha chia 2 và cái bậc tự do ở đây v, v là bậc tự do là nó tính theo công thức ở dưới này. Và tương tự như vậy mình dựa trên cái đó mình cũng sẽ tính được cái khoảng tin cậy, chính là cái bằng trung bình mẫu, hiệu của trung bình mẫu cộng trừ cho cái critical value nhân cho cái độ lệch chuẩn. Ở đây trong trường hợp này là sai số chuẩn, là sai số chuẩn. Sai số chuẩn được tính theo công thức. Thì ở đây mình sẽ áp dụng cho một cái ví dụ, ví dụ như mình lấy ngẫu nhiên là 239 sinh viên làm bài thi, thì cái bài thi này nó có phổ điểm từ 1 tới 25 và mình muốn biết liệu là điểm giữa nam và nữ có sự khác biệt hay không, mình muốn trung bình điểm bài thi giữa nam và nữ có khác biệt hay không. Thì ở đây trong 239 sinh viên này thì có 150 sinh viên nam và 80 ở đây sorry có cộng lại nó không không đúng bằng 239, nó có bốn trường hợp là mình loại ra do một số cái điều kiện không thỏa mãn, là khi mình lấy mẫu nhưng mà mình tiền xử lý cái mẫu đó, ở đây cuối cùng mình chọn ra được là 235 thôi hả. Thì ở đây cỡ mẫu của nam là 150 và của nữ là 85. Mình sẽ tính được trung bình mẫu và phương sai mẫu cho hai cái nhóm đó, ở đây là nhóm nam với nhóm nữ, ở đây hai nhóm độc lập. Thì sự khác biệt trung bình giữa hai nhóm ở đây là 13.33 trừ cho 10.73 hả. Và cái sai số chuẩn, sai số chuẩn trong trường hợp hai nhóm độc lập thì mình tính bằng cái công thức mới ha. Nó ở đây chính là căn bậc 2 của cái tổng này, mình thế vô mình sẽ tính được cái t, giá trị t ha. Tương tự như vậy, cái bậc tự do cho cái trường hợp này mình sẽ tính được, ở đây nó có công thức sẵn rồi, mình chỉ áp dụng tính ra nó khoảng 183 ha. Và dựa trên cái t với cái bậc tự do này mình sẽ tính được cái p value trong trường hợp này, thì mình sẽ dùng cái hàm của Python, ở đây là cái hàm CDF của phân bố t, nó tầm trong cái thư viện là Scibyte Statistics nè, chấm t là chấm CDF, mình nhập cái t với lại cái bậc tự do vô đây thì cái b value này nó xấp xỉ là không, nó rất là nhỏ. Thì khi b value này rất là nhỏ như vậy thì mình bác bỏ H0, có nghĩa là mình nói là cái sự khác biệt mình quan sát giữa điểm trung bình của nam và nữ ở đây nè, nó không phải là do tình cờ, tức là không phải là do ngẫu nhiên, mà là do ở đây mình thấy là điểm của nam cao hơn của nữ ha, không phải là cái điểm cao này nó không phải do ngẫu nhiên mà là do bản thân là trong cái population này thì cái nam nó thật sự là cao hơn à. Nếu mình chọn mẫu này là ngẫu nhiên thì mình có bằng chứng để mình chứng tỏ là cái điểm trung bình của nam là cao hơn của nữ chứ không phải là do ngẫu nhiên. Và tương tự như vậy mình cũng sẽ tính được cái khoảng tin cậy 95% cho cái sự khác biệt giữa điểm trung bình của nam và nữ. Nó là bằng sai số giữa sự khác biệt giữa trung bình mẫu, ở đây là khoảng 2 chấm mấy ha, cộng trừ cho cái sai số chuẩn, bên này là một cái sai số
sai số chuẩn nhân với là cái critical value. Và trong trường hợp này cái critical value là 1.97 ha. Đó là áp dụng cho trường hợp kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy cho trường hợp hai hai nhóm độc lập. Có hai nhóm độc lập